Sáng ngày 6 tháng 9, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì giao ban đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ban xây dựng Đảng triển khai kế hoạch và một số nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp huyện, công tác phát triển đảng viên và xét tặng huy hiệu Đảng. Nghe nhận xét đánh giá công tác chào cờ đầu tháng, viết sổ tay làm theo gương Bác của các đảng viên, công tác thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tiến độ giải phóng mặt bằng di dân tái định cư. Tại hội nghị, các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện một số chủ trương như xây dựng mô hình chăn nuôi liên kết, làm đường cứng bê tông, di dời cột điện. Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận một số kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đã thẳng thắn phê bình một số đơn vị triển khai hội thi bí thư chi bộ giỏi, thiếu sâu sát, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa đầu tư về mọi mặt, dẫn đến chất lượng hội thi tại một số đơn vị không cao. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác, nhất là việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký trong năm nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng ở các khu tái định cư, rà soát lại đội ngũ cán bộ để bổ sung, bồi dưỡng đào tạo, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chào cờ báo công đầu tháng và viết sổ tay làm theo gương Bác. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chuẩn bị cho hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp huyện sẽ diễn ra ngày 9 tháng 9 tới. Sáng ngày 3 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai các nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Quốc Thanh, Bùi Việt Hùng chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thành công đoàn tham quan học tập kinh nghiệm và ký kết biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp, đồng thời ban hành văn bản để triển khai các dự án. Các phòng ban ngành trung tâm đã bám sát chức năng nhiệm vụ đề ra, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó đã tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, sản xuất hè thu toàn huyện gieo trồng được 1.580,6 ha trên 1.620 ha, đạt 97,56% kế hoạch, nhân rộng được thêm một mô hình chăn nuôi lợn quy mô 600 con ở Đức Hương, hai mô hình ở Đức Bồng, đã xây dựng xong chuồng trại, dự kiến sẽ thả lợn trong thời gian tới. Chăn nuôi quy mô nhỏ liên kết với doanh nghiệp ngày càng được nhân rộng. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Về quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng di dân tái định cư và các chính sách xã hội được quan tâm chú trọng. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tăng cường phát huy. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 9, đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng ban ngành thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó cần tập trung thu hoạch lúa hè thu xong trước 20 tháng 9, thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vận động nhân dân di dời ra khỏi vùng lòng hồ, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các trường, các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới và Tết Trung thu. Về y tế cần rà soát và phân loại nhóm tuổi để chuẩn bị tiến hành đợt tiêm chủng phòng bệnh sởi rubella. Phòng lao động cần quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, tăng cường giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Chiều ngày 3 tháng 9, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã diễn ra lễ bàn giao chỉ huy trưởng đơn vị. Tới dự và chứng kiến có Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Theo quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, Đại tá Từ Đăng Khoa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Quang, sẽ được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước. Người được điều động bổ nhiệm thay thế là Trung tá Trần Xuân Cường, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Lĩnh. Tại buổi lễ, các thủ tục và công tác bàn giao đơn vị đã diễn ra đúng trình tự thủ tục dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện nhà cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện. Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Đại tá Từ Đăng Khoa đối với huyện Vũ Quang từ khi thành lập đến nay.
Với tinh thần khiêm tốn, học hỏi, luôn vì tập thể, vì đơn vị, đồng chí đã trung thành, tận tụy, nỗ lực cố gắng xây dựng đơn vị, lực lượng vũ trang huyện nhà vững mạnh toàn diện và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đối với Trung tá Trần Xuân Cường trên cương vị công tác mới, đây vừa là niềm vinh dự tự hào nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ đầy khó khăn thử thách. Mong muốn tin tưởng đồng chí sẽ nỗ lực cố gắng, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị đoàn kết, nhất trí, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của cấp trên, tham mưu tốt cho chính quyền địa phương về công tác xây dựng nền quốc phòng quân sự địa phương. Tại lễ bàn giao, Trung tá Trần Xuân Cường đã cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện nhà, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành của tỉnh đi kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu trên địa bàn toàn huyện. Đoàn Kiểm tra Liên ngành đã đến kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số hộ kinh doanh bánh kẹo, nhất là bánh Trung Thu trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định, nguồn gốc xuất xứ, có nhãn mác cụ thể. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy một số quầy hàng niêm yết giá chưa đầy đủ, một số bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết thời hạn sử dụng, điều kiện bày bán chưa đúng quy định. Qua đó đoàn đã nhắc nhở yêu cầu các hộ kinh doanh thực phẩm nhanh chóng chấn chỉnh, hoàn thiện các yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để Tết Trung thu thật sự mang lại niềm vui trọn vẹn và ý nghĩa, bên cạnh kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng thì người tiêu dùng cũng cần lưu ý lựa chọn các loại sản phẩm an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình của mình. Sáng ngày 3 tháng 9 tại xã Đức Giang, Hội Nông dân huyện Vũ Quang phối hợp với Ban điều phối dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh và Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh khai giảng lớp tập huấn tiếp cận thị trường, phát triển kinh tế tập thể và hoạch toán kinh tế hộ gắn với chuỗi giá trị. Trong thời gian 3 ngày, 40 hộ thuộc thành viên của Hợp tác xã chăn nuôi bò, tổ hợp chăn nuôi thỏ, chăn nuôi lợn liên kết, tổ hợp trồng cây ăn quả được tìm hiểu thị trường, đánh giá cơ hội sản xuất kinh doanh, lợi ích khi tham gia tổ hợp tác xã, hoạch toán kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các tổ nhóm, tổ hợp tác xã. Thông qua tập huấn nhằm cung cấp các nguồn thông tin, kiến thức về thị trường và hướng tiếp cận thị trường đối với người nông dân, các nông hộ, tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã được tiếp cận các loại hình sản xuất, các sổ sách theo dõi, ghi chép trong sản xuất kinh doanh, đồng thời cung cấp thêm những phương pháp tính toán cơ bản để hạch toán kinh tế, phương pháp lập kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình, tổ nhóm, hợp tác xã sản xuất. Theo kế hoạch trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn ở xã An Phú, Đức Bồng và Đức Hương.